trong cho ô thước bắc cầu, sông Ngân tái thế lập lầu đế dương. Thì có nghĩa là như vậy, thì ngày mùng 7 tháng 7 là chim ô thước bắc cầu tại sông Ngân, mà thầy nói là chim ô đã giữa cầu Ngân thì người xưa trở gót cho ngàn người nay. Đó là một cái dẫn chứng thứ nhất là mùng 7 tháng 7. Mình thôi bỏ ngày mùng đi, mình kể như là tháng 7. Còn đặc biệt là trong cái mẫu chuyện Đức Thầy dẫn ông Biện Đài giếng núi, thầy cho ông Biện Đài biết là sau này thầy sẽ vắng mặt một thời gian rất lâu, tất cả tín đồ không ai biết thầy ở đâu, giờ chừng nào thầy trở lại. Ông Biện Đài nghe qua liền hỏi: bạch thầy, vậy thì chừng nào thầy mới trở lại? Thầy trả lời: tôi xin nói y nguyên văn, không sai một chữ. Bây giờ nước còn lớn còn rộng, dân còn dày còn khác, qua tháng 5 tháng 6 nước chảy xuôi một chiều, dân theo một mái, tao về. Thực y trong băng của ông Biện Đài. Nói lại, nếu qua tháng 5 tháng 6 thì tới tháng 7, nhận xét như trên, thì Đức Thầy sẽ trở lại vào tháng 7 âm lịch. Nhưng mà tháng 7 âm lịch của năm nào? Theo tôi nghĩ, trong bài Thiên Lý Ca thầy có nói cuối năm Thìn sẽ lo vận chuyển sứ Hà Tiên, linh hiển cơ quan, nhân sanh sẽ hiệp một đàn, hết Thìn rồi lập nhân hoàng hội ra. Và câu Bắc Nam chờ đợi cuối Thìn sẽ lo vận chuyển thân hình xác ta. Vì thế có lẽ thầy trở về vào tháng 7 của năm Thìn, tức là năm 2012, tức là năm Nhâm Thìn 2012. Nhưng thầy về tháng 7 năm Thìn 2012 tới, thầy mới chỉ về lần thứ nhất mà thôi. Vì thế theo mẫu chuyện bên thầy, thầy cho bà Út biết: bà Út à, sau này tôi sẽ vắng mặt một thời gian rất lâu, nhưng mà ngày tôi về, tôi sẽ ngồi ở bộ ngựa gõ này. Nhà dưới tổ đình trước có bộ ngựa gõ rất dày, để cứu tín đồ tôi, giải quả căn cho tín đồ tôi, những người thật tu trung thầy hiếu đạo. 7 ngày tôi lại đi nữa nghe bà Út. Bà Út nghe qua rất ngạc nhiên: bạch thầy, thầy vắng mặt lâu quá, sao thầy về mới 7 ngày thầy lại đi thầy? Thầy trả lời: vì sắp đến đây sấm nổ tối tâm trời đất, ông Năm chèo nổi lên nuốt người ta vô số, đó là lệnh của thiên đình, tôi ở lại cầm lòng không đặng mà cứu cũng không được, vì đó là lệnh của thiên đình. Chờ cho ổng nuốt đủ số rồi tôi sẽ trở lại thâu phục ổng. Nhưng mà cho bà Út hay nghe, chừng ổng nổi lên nuốt người ta thì ở quốc gia hoặc nước ngoài họ đem nào là hạm đội tàu chiến thần công đại bác đến để trị ổng, nhưng mà không được, vì ổng có phép thần thông biết bay. Hơn nữa số thần trời đã định để nuốt người hung dữ nên không thể trừ được. Đến chừng đó tôi mới đi trên mặt nước lại ngay tàu thiền của chúng nó. Thấy tôi đi trên mặt nước, nó kinh sợ và biết tôi không phải người thường, chắc là tiên Phật, nên năn nỉ tôi ra tay thâu phục ông Năm chèo giùm. Lúc đó ông lặng mất. Tôi liền kêu to một tiếng, ổng trồi lên mặt nước, liền biến thành con lông mã, chạy tới trước mặt tôi, quỳ hai chân trước xuống. Trên lưng có sẵn yên cương, thầy lên lưng lông mã bay biểu diễn trên mặt đất, biểu diễn trên mặt nước, trên hư không, rồi thầy bay đi luôn. Đó coi như thầy về đã 2 lần. Lần thứ 3 thầy về là sấm nổ lần sau đền đài núi Ông Cấm Lộ, chư ban tham báo xa gần cũng qua tranh phân cho rõ tài ba, cùng nhau giành giật mới là thay phơi. Hay là bị ham của báo ly kỳ máu rơi, chừng ấy mới trời ơi đất hỡi, hoặc cửu cũ y nhiên tình riêng tham báo đổ máu tuôn rơi, cùng mới nói chơi chư ban hàng phục. Bất chiến tự nhiên thành, thành công êm thấm có lắm người yêu. Lần sấm nổ sau đền đài núi Ông Cấm Lộ, tức là phương Nam rạng ngọc chói là lưu ly hổ phách, mấy tòa đài cung dành cho ai? Dành cho kẻ lòng trung chánh trực, quân cùng thần náo nức vui tươi, liên hoa đua nở nụ cười, rước tôi lương đóng chào người chân tu. Đức Quỳnh giáo chủ cho biết như vậy, nhưng mà sau khi tiếng sấm nổ đền đài núi Cấm Lộ, 18 nước kéo binh vô giành giật đánh nhau, đến thay phơi máu chảy, lộ văn giáo máu chảy thành sông, thay chất thành núi. Lúc đó Đức Thầy mới xuất hiện về lần thứ 3, cùng mới nói chơi chư ban hàng phục, có nghĩa là bất chiến tự nhiên thành, không chiến mà thành công êm thấm có lắm người yêu. 18 nước hàng phục rồi thì kể như 18 nước như con một nhà, đều là niệm Phật Di Đà công phu. Đó là lời của ông Ba. Bắt đầu kể từ đó, Đức Thầy một tay tá quốc an bang, nước nhà vững đặt, nam đàn hiển dinh. Thầy là một quân sư lỗ lạc lo cho Đức Minh Vương, xong đâu đó rồi thì thầy trở về ngôi vị hưởng quả bồ đề trường thọ, chứ không còn len lỏi ở chốn hồng trần để chịu cảnh chê khen này nữa. Chừng ấy mới tịnh vô nhất vật,
bụi hồng trần rứt sạch cửa không, chuông linh ngân tiếng đại đồng, ta bà thế giới sắc không một màu. Nam mô A Di Đà Phật. À, thưa anh Sáu, còn về vấn đề sấm nổ anh có nghiên cứu không? À, về vấn đề sấm nổ thì ông Ba có cho biết sẽ nổ hai lần, một lần một tiếng và một lần ba tiếng. Và hai lần sấm nổ này chính bổ của ông Ba có nói rõ, nhưng thấy khó hiểu về năm nào sấm nổ. Nhưng ông Ba cũng có hé lộ là Đinh Tỵ ra sấm thình lình, nhân dân sao xuyến, nước mình có vua. Đinh Tỵ này ông Ba nói can lẫn chi, nhưng mà không biết Đinh Tỵ năm hay là Đinh Tỵ tháng hay Đinh Tỵ ngày. Lưu ý Tỵ là rắn mà cũng là xà. Và ông Ba cũng cho biết trong một đoạn văn, trong mùng đèn đỏ tỏ xà long, gặp thở đông thông long tiền kiến, xà bì sử biến tím anh thinh. Xà long cũng là rồng rắn, trong mùng có phải là từ mùng 1 tới mùng 10 không? Nếu qua 11 không còn dùng mùng nữa mà ngày, mùng chữ mùng 1 tới mùng 10. Gặp thở đông phong long tiền kiến, tức là ngọn gió đông là ngọn gió chướng bây giờ, từ nên là qua Tết là sẽ có ngọn gió đông phong. Tháng 3 duyên, tháng 2, tháng 3, tháng 4. Xà bì sử biến tím âm thinh thì cũng ông Ba cũng dùng cái danh từ rắn, xà bì là con rắn ở ngoài da, sử biến tím âm thinh. Xà long cũng là rồng rắn, trong mùng có phải là từ mùng 1 tới mùng 10 hay không? Năm 2013 là năm Quý Tỵ, tức là rắn, và tháng 4 là tháng Đinh Tỵ. Sấm nổ lần đầu phải là rắn, tức Tỵ, nhưng mà không biết năm rắn, tháng rắn hay ngày rắn. Sấm nổ lần đầu ông Năm chào nổi và vua ra đời, vua ra đời nhưng còn ẩn, vì còn lãng lạc thảm khổ. Để rồi lần sấm nổ sau, đền đài núi ông cấm lộ và vua xuất hiện ra mặt. Lần sấm nổ sau có lẽ vào năm Ngọ 2014, vì ông Sư Giải cho biết chừng nào có ngựa, có lân, có quy, có phụng, có quân, có thần. Quân là vua, thần là tôi. Phần nhận xét về chân lý đến đây xin tạm dừng. Nam mô A Di Đà Phật. Và lễ phép kính chào chư quý thính giả, bà con cô bác và chư quý đồng đạo nam nữ kính mến. Kính thưa quý vị cao niên, cao kỷ, cao minh, cao đồ của Đức Thầy kính yêu. Thưa quý vị, trước khi cho ra cái băng đĩa Bủ Sơn Kỳ Hương 2 này, tôi hết sức đắn đo suy nghĩ suốt 5-6 tháng nay, vì nhận thấy cái đĩa Bủ Sơn Kỳ Hương 21 vừa rồi mình nói cơ rốt ráo sớm hơn 5 năm, tức 60 tháng. Vậy hôm nay mình ra cái đĩa Bủ Sơn Kỳ Hương 2 này, thử hỏi chắc chắn bà con cô bác có phê bình chỉ trích mình không? Thậm chí đến những vị không chịu về thiên cơ còn đã kích mình gắt gao hơn nữa. Nhưng thưa quý vị, tôi tự nghĩ mình có nói thí dụ Đức Thầy là một ông thầy giáo, ngài ra bài tán đố, bổn phận mình học trò phải đáp số, vừa rồi mình đáp số hơi sớm nên phải cố đáp số lại cho đúng. Hơn nữa trong băng đĩa tôi có thực mẫu chuyện gặp một vị cao minh cho tôi biết là cơ phân định của buổi hạ nguyên để bước qua thượng nguyên thánh đức phải là 7 năm. Vì thế tôi không ngần ngại cho ra cái băng đĩa Bủ Sơn Kỳ Hương 2 này, và tôi cũng tự nghĩ là Đức Thầy kính yêu của chúng ta cũng quá thiết tha kêu gọi tín đồ, tức đệ tử ngài, hiền nhân bổn phận tu mi phải mau thức tỉnh kiếm thị quyền cơ, hay là trong bá tánh muốn nơi cao quý phải tri tầm quyền bí nơi cơ, từ sấm kinh cho đến thi thơ, trong chốn ấy nhiều nơi trọng yếu. Vậy thì kính thưa quý thính giả, bà con cô bác và đặc biệt là những vị cao minh cao đồ, hãy hoan hỷ thông cảm và tha thứ cho, vì trong băng đĩa tôi nói không khỏi có điều sơ sức, nhất là những câu giảng của các ngài đưa ra có lẽ cũng phải có trật một đôi chữ. Thưa quý vị, mục đích của tôi ra cái đĩa Bủ Sơn Kỳ Hương 2 này nhằm mục đích để phiến tấn những em cháu mới phát tâm tinh tấn lên cho kịp ngày giờ nói trên. Ngoài ra không có mục đích gì khác, mong quý vị một lần nữa hoan hỷ thông cảm và tha thứ. Thành thật cảm ơn. Nam mô A Di Đà Phật. Đời cùng tu gấp kịp thì, đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non. Tu kiếp kiếp nếu không quá trễ, chừng đối đầu khó kiếm điên khùng. Lời của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Là năm rồng rắn ngựa dê, chúng sanh thế giới ê hề thay phơi. Trạng trình truyền sấm mấy lời, ngày nay dân chúng dậy thời sáng tri. Hiền nhân bổn phận tu mi,
hãy mau thức tỉnh, kiếm thì quyền cơ. Là năm rồng rắn ngựa dê, rồng là 12, rắn 13, ngựa 14, dê 15. Và tiếp theo là sự lợi ích của sự cúng lại lời của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Thiết tha thiện tính, câu cầu nguyện, vui đẹp dạ thầy, luôn ước ao. Thầy rất thiết tha, vui lòng đẹp dạ cho tín đồ của thầy cầu nguyện cúng lại sớm chiều. Sớm chiều bình đẳng chớ lơi, thường hành như vậy, nhớ lời đừng sai. Mà nếu sớm với chiều gắn chí nguyện cầu, thì sẽ được tà chương giữa kế, lại được gần bệ ngọc cát lăng, coi chư quốc tranh giành ngôi báo. Trung giới hiếu ta nên trao trĩa, hiền với lương bổn đạo rèn lòng, thường nguyện cầu siêu độ tổ tông, với bá tánh dạng dân vô sự. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Băng cassette thực hiện ngày 19 tháng Chạp niên Mậu Tý 2008 và cho ra đĩa đầu tháng 7 năm Kỷ Sửu 2009.